Trước tình cảnh ảm đạm trong thanh khoản, hàng loạt các hãng xe và đại lý đã giảm giá bán để kích cầu những mẫu tồn kho, thậm chí có những mẫu xe giảm giá cả 100 triệu đồng. Nằm trong top đầu những xe có ưu đãi mạnh nhất, Honda CR-V sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe, tương đương với mức giảm từ 100 đến 138 triệu đồng tùy từng địa phương lăn bánh. Như vậy, khách hàng sẽ bỏ ra từ 998 triệu đến 1 tỷ 138 triệu đồng để sở hữu mẫu CR-V cỡ C của Honda. Đây cũng là tín hiệu mở đường cho thế hệ CR-V mới dự kiến về Việt Nam vào cuối năm nay. Trong tháng 5, Volkswagen cũng đang là hãng xe tung ra nhiều khuyến mại nhất trên thị trường khi đồng loạt giảm giá mạnh hầu hết các mẫu xe. Cụ thể, dòng SUV như T-Cross đang được ưu đãi 100 triệu đồng, đưa mức giá bán ra của mẫu xe gầm cao cỡ B này còn từ 1 tỷ 099 triệu đến 1 tỷ 299 triệu. Mẫu SUV đắt nhất của hãng xe Đức Touareg được giảm giá 125 triệu, giá bán từ 2 tỷ 999 triệu đến 3 tỷ 499 triệu đồng. Mức ưu đãi nhiều nhất được Volkswagen áp dụng tới 200 triệu đồng cho hai dòng SUV là Chery-Mon và Tiguan. Đẩy nhanh những mẫu cũ trước khi thế hệ mới ra mắt cũng là chiến lược kinh doanh của Mercedes và Subaru trong tháng 5 này. Bằng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ hoặc giảm trực tiếp trên giá bán, khách hàng mua Mercedes GLC hay Subaru BRZ và Forester đều tiết kiệm từ 100 đến hơn 300 triệu đồng tùy từng phiên bản và địa phương lăn bánh.